Quý vị thân mến, những ngày cuối năm, Linh đã thấy người dân khắp nơi tưng bừng chuẩn bị đón lễ Giáng sinh và năm mới. Những khúc nhạc vui vẻ, những cây thông rực rỡ vui mắt xuất hiện khắp nơi. Giáng sinh mang lại không khí ấm áp cho cả những người vốn không tin vào thần thánh. Có lẽ sẽ là một thiếu sót nếu chúng ta ăn mừng ngày sinh của Đức Chúa Giêsu mà quên đi những lời răn dạy của Ngài, phải không quý vị? Hôm nay hãy cùng Thánh Linh ôn lại những điều Chúa Giêsu đã mang lại cho loài người. Mến chúc quý vị và các em nhỏ một mùa Giáng sinh an lành, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Khoảng 2017 năm trước, Chúa Giêsu đã giáng sinh xuống trần thế. Khi bà Maria, mẹ của Ngài, cùng chồng đang trên đường về thành Bethlehem xứ Judea. Khi ra đời, Đức Chúa được đặt trên một máng cỏ đơn sơ tầm thường. Ngài là Đức Chúa Giáng sinh đã được ghi lại trong dự ngôn từ 700 năm trước đó, là ngôi sao mai chiếu sáng cho sự tăm tối của nhân loại, là đấng sẽ cứu rỗi con dân của mình. Nhưng Ngài lại xuất hiện dưới thân phận một con người có địa vị thấp hèn, cũng có lớp da thịt yếu đuối dễ tổn thương, cũng biết đói khi không có đồ ăn, vân vân. Tại sao vậy? Theo sách Kinh Thánh Philip chép rằng, Chúa lấy hình hài tôi tớ và trở nên giống như loài người. Người rao giảng những giáo lý đơn giản về đạo đức cho con người, cho những người thực tâm thành tín tu hành, khiến họ càng trở nên đáng trân trọng hơn, khai sáng cho con người biết con đường tu luyện để trở về nước trời. Nếu Ngài xuất hiện với đầy đủ thần thông và quang huy lấp lánh, thì những kẻ bất lương tàn ác đến mấy cũng muốn đi theo Ngài dù không thực tu. Sẽ còn đâu là ngộ tính về đạo, còn đâu là sự khác biệt giữa người tin và không tin. Rũ bỏ nhân tâm hơn hành lễ, nhân từ là không có điều kiện. Chúa Giêsu nói, nếu người anh em mang lễ vật đến bàn thờ và chợt thấy một người anh em khác có điều gì bất bình với mình, thì hãy để lễ vật nơi bàn thờ mà đi làm hòa với người đó trước, rồi hãy trở lại dâng lễ. Người anh em là chỉ các môn đồ nói chung. Ngài dạy rằng đã là người tu luyện thì không được có tâm bất bình, oán trách, tâm tật đố. Chăm hành lễ mà không thành tâm theo lời răn dạy trở thành người tu luyện chân chính thì cũng không ý nghĩa gì. Thế nên, việc tu bỏ nhân tâm còn quan trọng hơn việc dâng lễ. Chúa Giêsu nói, đừng chống cự người ác, nếu bị ai tát má bên phải thì hãy đưa luôn má bên trái cho họ. Lời Ngài răn dạy cho con dân một tâm thái không oán, không hận, tâm luôn nhẫn nhịn, không cảm thấy nặng nề với việc làm của kẻ ác. Ngài vì thế cũng khuyên rằng, hãy luôn yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi mình. Bởi con người sinh ra là đã có tội nghiệp. Khi tu bỏ đi những nhân tâm và sân hận, dục vọng, con người có thể quay trở về với nước trời, có thể thăng lên các tầng thứ cao hơn của sinh mệnh. Sự từ bi cao hơn tình yêu đơn thuần là bởi tình yêu thương từ bi không có điều kiện, luôn đối đãi thuần hậu với mọi người, nhiệt thành và yêu quý mọi người như nhau. Vậy nên Giêsu nói, nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có ân nghĩa gì đâu. Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa. Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được thì còn gì là ân với nghĩa. Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, những người con của đấng tối cao. Ngài đã lập ra một quy tắc ứng xử mà đã trở nên lưu truyền ngàn đời. Mọi điều anh em muốn người ta làm cho mình thì anh em hãy làm cho họ. Tiêu trừ dục vọng, thực hành tu tâm dưỡng tính một cách quyết liệt, Chúa sẽ không đón chờ những kẻ giả tu. Một điều răn còn mãi tác dụng đối với loài người, đó là cấm ngoại tình. Chúa Giêsu nói,
anh em từng nghe lời truyền dạy rằng người không được phạm tội ngoại tình. Dục vọng giống như một con thú thèm khát. Nếu bạn cứ cho nó ăn, dù chỉ là một miếng nhỏ, nó sẽ không ngừng đòi hỏi. Loại bỏ dục vọng của bản thân là một việc làm đòi hỏi nghị lực và nghiêm túc phi thường. Để tu bỏ đi những dục vọng tầm thường, Giê-xu đã dùng cách nói ẩn dụ để giảng rằng: nếu mắt bên phải khiến anh em vấp ngã, hãy móc ra và ném đi. Nếu tay phải khiến anh em vấp ngã, hãy chặt và ném đi. Nói về tư duy tích lũy của cải vật chất dẫn đến sự chiếm đoạt dư thừa, là nguồn gốc phát sinh lòng tham và đố kỵ. Chúa Giê-xu đã khuyên rằng: đừng tích trữ của báo ở trên đất, nơi có sâu bọ, rỉ sét làm hư hại và kẻ trộm có thể lấy đi. Hãy tích trữ của báo ở trên trời. Của cải vật chất dù quý giá đến đâu cũng chẳng còn giá trị khi bạn nhắm mắt xuôi tay. Hãy nghe Chúa Giê-xu thuyết giảng về luật nhân quả, về nghiệp lực luân báo. Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Xem quả thì biết cây, ở bụi gai làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm làm gì hái được nho. Người tốt thì lấy cái tốt từ kho tàng tốt của mình, kẻ xấu thì lấy cái xấu từ kho tàng xấu. Chúa cũng khuyến cáo những việc làm phúc thiện là để hiển thị khoe mẽ. Hãy cẩn thận, đừng làm những việc công chính trước mặt người khác, cốt để họ thấy. Ngài lên án làm việc tốt giả tạo. Khi anh em bố thí cho người nghèo, đừng đánh trống thổi kèn như những kẻ đạo đức giả thường làm. Ngài cũng nói, khi cầu nguyện, anh em chớ làm như những kẻ đạo đức giả. Họ thích đứng cầu nguyện trong nhà hội và tại các góc đường chính là để người ta thấy. Đó là những kẻ chỉ tạo hình thức bề mặt của người tu hành, không thực tu. Tu luyện là tống khứ nhân tâm, dục vọng, trở thành người tốt để thăng thượng lên tầng thứ cao hơn. Chỉ quỳ lại, dâng lễ, cầu nguyện và xin Chúa tha thứ, thì làm sao rửa sạch được tội lỗi. Đức Giê-xu là một vị giác giả, bậc đã giác ngộ, đặt định quy phạm đạo đức. Răn dạy lối sống luôn tu dưỡng để trở thành người tốt cho nhân loại, cũng như Phật Thích Ca Mâu Ni, Lão Tử, v.v. đã truyền dạy những chân lý bất biến với thời gian cho thế nhân. Đức Giê-xu cũng là một trong những vị giác giả, người tỉnh thức, bậc đã giác ngộ, đặt định quy phạm đạo đức cho con người, cũng như Phật Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử, Lão Tử, v.v. Ngài truyền dạy những chân lý bất biến cho thế nhân. Nhưng theo năm tháng và sự phá hủy của những thứ học thuyết chia cắt con người với đức tin, sợi dây níu giữ đạo đức và ngăn con người khỏi sự vô luân đã gần như bị cắt đứt. Con người xem những lời giáo huấn cổ xưa thành như truyền thuyết. Những bậc giác giả lại trở thành như hư cấu, như được tô vẽ thêm chứ không có thật. Trong vô tri và dòng xoáy danh lợi tình mà để mất những phẩm hạnh tốt đẹp Ngài ban tặng. Kỳ thực, đó chính là chìa khóa để sinh mệnh quay trở về nơi nước Chúa. Bởi thiên đàng là nơi trú ngụ cuối cùng của những linh hồn lương thiện. Cảm ơn quý thính giả đã ghé thăm Lắng Đọng Đêm Về, được phát sóng vào 20 giờ tối thứ 3, 5 và 7. Quý thính giả thân mến, với nỗ lực truyền tải những nội dung văn hóa truyền thống được lưu truyền từ ngàn năm, đề cao các giá trị đạo lý nhân sinh, tín ngưỡng đối với thần Phật, Lắng Đọng Đêm Về hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của quý vị ở bên dưới để giúp chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.